Trên chụp thì có đến ra thì có 9 cái hình ảnh cản quang nghi là do kim loại kim khí ở trong xương sọ bệnh nhân. Cái này có nghĩ đến cái đinh vít không? Cái này không ạ, nghĩ đến cái đinh ghim bắn ghim. Cái đinh này dùng trong cái súng bắn ghim. Đúng rồi, thì cái này tiên lượng rất là nặng. Trong 7 tháng qua, cháu bé đã 4 lần phải nhập viện với lý do mắc dị vật ở mũi, nuốt 3 đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu và gãy tay. Cũng không biết là do lực tác động ngã hay làm sao, nhưng mà bản thân tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái dấu hiệu nó không bình thường với một đứa trẻ có 47 tháng tuổi. Với tần suất vào viện dày như thế, gần đây nhất là cái dấu hiệu rất nguy kịch. Như vậy là dùng súng để bắn đinh vào đầu, thì chúng tôi cũng nghĩ đây là một cái đinh này chủ yếu là sử dụng ở trong các làng nghề thôi, mà người ta dùng để ghép cái gỗ. Hiện tại, em đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Cháu bé là con út trong gia đình nghèo, có 3 chị em gái ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Một đứa trẻ chỉ có mới 3 tuổi không bao giờ chọc một cái đinh vào đâu. Tôi nói xin lỗi chị, tôi đứt cái tí tay tôi đã thấy kêu, tôi cũng phải phát ra một cái tiếng kêu thôi. Nhưng gì cho một đứa trẻ bây giờ 5, 6, 7 cái đinh cắm vào thằng đâu lên. Căn nhà đông người hỏi thăm và động viên hơn ngày thường. Nỗi buồn càng lớn sau biến cố. Bố mẹ em ly hôn từ tháng 6 năm 2021. Hai cháu lớn ở với ông bà nội. Bé gái út ở với mẹ là chị Nguyễn Thị Luyến. Theo người thân, nghèo khó là nguồn cơn của việc gia đình ly tán. Bắt đầu là vợ chồng nó đánh nhau vì cãi nhau vì cái chuyện chồng nó cứ cờ bạc để đóm. Để đóm xong là nó vay nãi xã hội đen hai lần. Tiền đang học cho con thì nó bảo anh có tiền đang học cho con không? Thì nó bảo là thằng Trung nó bảo là giờ anh chả có. Lời kể của ông nội cháu ấy thì chúng tôi có nghi ngờ, nhưng mà cái này chúng tôi đã báo cáo công an huyện thì công an huyện đã vào cuộc. Hiện nay là chị Luyến đang ở công an huyện Thạch Thất. Thời điểm này, công an huyện Thạch Thất Hà Nội đã ghi lời khai của một số người có liên quan và chưa có kết luận chính thức về việc bé có bị bạo hành hay không. Có thể thấy rằng khi gia đình đổ vỡ, những đứa trẻ luôn là người phải chịu nhiều tổn thương nhất. Vâng, mặc dù là lúc này thì nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, ngay khi mà có dấu hiệu trẻ bị tổn thương thì cần lắm những sự lên tiếng từ cộng đồng xung quanh để không còn xảy ra những sự việc đáng tiếc. Khi phát hiện có vụ việc có dấu hiệu bạo lực trẻ em, dù là người nhà hay chỉ là hàng xóm hay người qua đường thì cũng có thể lên tiếng. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em với đầu số 111 hoạt động miễn phí 24 giờ trên 7 ngày là một địa chỉ mà quý vị có thể tiếp cận trong trường hợp cần tố giác hành vi bạo hành. Alo, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em xin nghe. Alo. Bình tĩnh nào cháu, bình tĩnh kể cô nghe xem nào. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoàn toàn miễn phí, hoạt động 24/7, giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin, tư vấn qua điện thoại, kết nối các dịch vụ, hỗ trợ và can thiệp, trị liệu tâm lý, đào tạo kỹ năng cho trẻ em và cha mẹ. Hãy gọi 111 khi cần được tư vấn hay tố giác những hành vi xâm hại.